Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bakewithhang. Và trong video ngày hôm nay, mình của ông sẽ thi một cuộc thi rất là ngầu. Đó là đua xe mô tô phân khối lớn tốc độ cao. Ai biết rồi, xe phân khối lớn thường được gọi là khối phân lớn đấy. Không phải, phân khối lớn là xe đi được tốc độ rất là cao. Người ta gọi là xe máy phân khối lớn, hiểu chưa? Rồi, và hôm nay mình của ông sẽ đua, không biết ai sẽ là người chiến thắng thì vào video các bạn sẽ biết. Mình sẽ là người chiến thắng chứ còn ai vào đây nữa. Và trước khi vào video các bạn đừng quên bấm nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo nhé. Còn bây giờ đi đua ốc gáy thế thôi tí anh á. Em vụt qua mất hút. Xin chào tất cả các bạn, đây là hai dân chơi không lái xe hơi mà lái xe gì hả ông? Mà lái xe khối phân lớn. Không phải khối phân lớn, là phân khối lớn. Nghĩa là xe máy lái trên 175cc, lái được ví dụ như 300.000, 400.000 km trên giờ á. What? Thế là xe... nhầm, 300 km/h chứ 400.000 km/h nhanh hơn cả máy bay à? Ôi, Bê Quỳ Thành ơi, nhưng mà hai đứa mình chân ngắn thế này mà vẫn lái được xe này, đỉnh thật đấy chứ. Các bạn xem chân tụi mình ngắn tốt này mà lái xe gọi là siêu cao, trông như siêu sao luôn các bạn ạ. Bạn mình kinh rồi. Bê Quỳ Thành ngồi đi cong như đi gì đó. Em khác gì em chê anh. Em đi luyện tập đây nào. Anh vào đường đua luôn, ở đây có các đối thủ này đấy, rất nhiều đối thủ đầu chảy mủ luôn đấy. Có các người cao nhất vẫn là Speed Demon. Cái con người nhiều màu kia nó suốt ngày lắc mông, nó chê mình đúng không? Hôm nay là mình sẽ vào đường đua luôn các bạn, xem mình có thể thắng được ai không và giành được vị trí số mấy nhá. Làm sao mà đã thắng được ai? Ôi, thằng Speed Demon, thằng bảy màu kia nó còn đứng trên xe máy không ạ? Ôi dồi, nó diễn xiếp đi. Ôi ôi các bạn ơi, mình đi thế nào, mình đi biết toàn đoán. Mọi người về đích rồi mà đường đua của mình vẫn ở sau. Đằng sau có ai không? Chả có ai hết rồi. Đúng là tức chết luôn các bạn à. Rồi thua. Vâng. Lần đầu tiên biết có đành đua, các bạn biết có đành giành vị trí thứ mấy không? Chính là vị trí thứ nhất nhưng mà từ dưới lên. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Anh thua thì bây giờ anh sẽ đi ra luyện tập. Mình sẽ lên đây để luyện tập hả ốc? Đúng rồi, luyện tập đi. Ui giời, kinh chưa? Ôi, lắc lư đánh vong các kiểu con đa điều luôn. Đấy, như thế này mình vào trường đua mình mới đua được nhanh đúng không các bạn? Quá chuẩn luôn. Chứ mà mình mới chả biết gì, mình ngồi lên xe máy làm sao đua thắng lại mấy cái bọn kia. Ok, bây giờ để cho Bê Quỳ Thành đùa, mình đi thi luôn. Rồi xem ốc giành vị trí số mấy nhá. Anh nghĩ ốc cũng biết toàn đoàn như anh, làm sao mà giành vị trí nào. Vị trí này. Vị trí quả bí. Lên. Cố lên ông ơi, vượt qua đứa kia đi. Vượt qua rồi. Nó rất là căng thẳng luôn các bạn, nó đuổi sát mông luôn ấy. Em sơ hở cái à, nó về đích trước em biết toàn đoàn. Ok ok, em sẽ không sơ hở đâu, em lên vận tốc 510 km rồi. Thua chưa? Chưa. Chưa. Chưa thua đâu. Làm sao mà thua nhanh thế? Ôi giời ơi, chúc em thua nhé ông nhá. Cái gì vậy bạn ơi? Mình có thể vừa đi vừa ăn cúp mà mình không biết các bạn ạ. Nhưng mà sẽ mất thời gian hơn, trừ khi tốc độ cao của em thì em có thể nhặt được nhiều cúp hơn. Đây 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 đây. Về vị trí số mấy ốc? Vị trí số mấy thì chưa biết. Chưa biết các bạn ạ, ốc quá cùi. Mình còn cách xa đích quá các bạn ạ. Cực kỳ nhanh, cực kỳ nhanh. Ôi trời ơi. Nhớ like video, đăng ký kênh để mình có tiền mua chuột mới các bạn ạ. Rồi ấn nhảy đích xong. Đây rồi, đích đây rồi. Rồi, vị trí số mấy? Số 9. Số 9 các bạn. Cố gắng lắm được vị trí số 9. Bở hết hơi tai. Đấy, rồi ok các bạn ơi, mình nghĩ là luyện tập như thế này lâu lắm. Bây giờ mình phải vào shop mình xem có gì mua được không. Ôi rồi, mua xe này đi. Từ từ, cái đấy, từ từ, mình phải đi xem mình có mua được vật phẩm gì không đã. Ở đây có X2 tốc độ và X2 cúp. Anh sẽ mua X2 tốc độ để có thể luyện tập nó nhanh hơn các bạn ạ. Mình có thể mở trứng mà, những cái trứng có thể giúp mình. Mở trứng hả? Bây giờ anh sẽ nhận quà. Ở đây có rất nhiều phần quà đây, mình trong lúc nhận quà mình sẽ lên đây mình xem. Nguyên mở trứng nhá, em đã nhận được con nhân 2,5 lần rồi. Đây, anh mở được rất nhiều quà. Đấy, rồi xem event có cái gì không. Lại quả trứng mấy cái con này, mấy cái con ở trong cái gì nhỉ, bộ phim gì ấy. Có rạp xiếc các bạn ạ. Đây bây giờ mình sẽ mua một quả trứng 99 cho book. Từ từ xem được cái gì, từ từ. Ra đây kiểm tra xem nào. Có cúp này, hai á. Có 2 Hero Book mua luôn, chả biết làm sao nhưng mua luôn. Super value nhân cộng 200% gì đấy, không đấy, biết. Đấy, sau đó mình vào đây. Ôi, sắp nhận được con thú này rồi ốc ạ. 1/2 ngày, mình đã làm 1 ngày. Sắp là ngày mai nếu mà mình chơi thì mình sẽ nhận được. Đây là gì đây, 2 Robux tất cả những cái này luôn.
Mày Quỳnh Thành mua luôn hả? Có hai đồ book các bạn ạ. Các bạn nhớ xem quảng cáo trong video cho anh nhá. Anh cứ cái nào rẻ rẻ anh mua. Đấy, à, hợp lý quả thôi, đừng đi mua cái đấy nữa, em bảo ra đây. Em thấy nhiều xe máy đẹp lắm. Đây, có một con thú cưng lúc nhận quà rồi đây. Biết rồi, bình tĩnh. Ui, có 10 vòng quay à? À đâu, có không vòng quay. 10 vòng quay, đúng là tào lao. Rồi đâu, xe xịn đâu ốc? Đây này, xe xịn này, một bên lửa, một bên băng này. Ôi, xe bên băng đẹp như trái, trái gì đấy? Trái gì? À, trái xe. Ôi, trời ơi. Ui, xe bên băng đẹp thật các bạn ạ. Và mũ bảo hiểm nó cũng ngầu nữa. Đúng rồi. Xem giá bao nhiêu, 99 notebook em mua được này ốc, em mua bên băng đi. Em mua bên lửa. Bên lửa bao nhiêu? Ui, bên lửa đắt lắm, bên lửa mình không mua được. Đúng rồi, bên lửa chỉ có đại gia bên Thành được. Các bạn xem quảng cáo rất nhiều trong video mới mua được thôi. Nên các bạn nhớ xem quảng cáo. Thấy quảng cáo video, nhớ xem hết quảng cáo đấy, đừng bấm bỏ qua nha. Ok. Đúng rồi. Đâu, xem ốc mua xe đầu tiên là chiếc xe băng. Các bạn xem có ngầu không? Ui, chắc là ngầu lắm đây. Đang mua, mình đang mua rồi. Đâu, đâu, đâu. Nhìn này đâu rồi, anh đang đợi em lâu thế. Chuẩn bị, trang bị này. Đâu, 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 nhìn này. Nhìn này, 1, 2, 3. Umbala. Umbala trang bị kiểu gì nhỉ? Ui, ôi, trời ơi. Xem của em lên luyện tập có ngầu không? Ôi, trời ơi, nó lại là quá ngầu hơn cả ngầu quá. Một phát cộng hẳn 197 tốc còn độ luôn. Còn anh, bây giờ anh luyện tập, à đâu, anh phải đi vào shop, anh sẽ mua một con pet. Để mình đi sang bên này, mình kiểm tra xem có gì dùng được không các bạn ạ. Đây, không có gì sử dụng cái này luôn. Mở 399 notebook, được 3 quả trứng không ạ? Hả, sao vậy? Đây này, có store con pet này, 199 notebook này. Đó nha, mua nha, mua thử 199 xem được con gì nha các bạn. Các ai bạn dạ, hãy xem bên quảnh ra được con gì. Xem hôm nay có may mắn không, đập quả trứng vàng ra. Một con nhân bao nhiêu ạ? Hình như nhân 80 lần hay sao á? Nhân 80 lần. Wow, con này tên là Candy, một con kẹo à? Ờ. Wow, đây cái tình ngầu lời. Kẹo các bạn ạ. Đấy, ui, con thú của anh cực kỳ cute hột me luôn. Ờ, hôm nay phần quà không được tặng con thú gì nhỉ ốc nhỉ? Ờ, đúng rồi. Chán vậy. Free pet 30 phút được cái con 100x này đấy. Con này cũng đẹp này. Ôi, 100x cơ à? Ờ, nhưng wow, mà mình online được có một xíu các bạn ạ. Ôi giời. Đấy, anh mua xe đẹp trang bị lên. Bây giờ B Quỳnh Thành sẽ mua chiếc xe đắt nhất với trị giá là 399 đô book. B Quỳnh Thành đại gia nhờ có các bạn xem hết quảng cáo trong video. Đúng nên rồi, là nhớ xem quảng cáo đấy. Đây, mình trang bị chiếc xe VIP nhất thế giới. Giờ không mua có bảo hiểm à? Ôi, từ từ đã khoe xe. Đỉnh cao siêu sao xe lên, quay lên, ngầu. Luyện tập xem là con nó còn đèn ngầu lòi không? Nhìn chiếc xe quá ngầu luôn chứ không phải ngầu bình thường, ngầu hơn cả xe của ốc. Ê, thì luyện tập thế nào? Anh luyện tập chỗ của em được chưa? Chưa. Chưa. Anh luyện tập chỗ đầu tiên á. À, fan đấy, bây giờ lên luyện tập nào. Oh my god. Anh giảm bên anh đánh vong ấy các bạn. Anh bây giờ bắt đầu ấy kìa. Ai à, anh bây giờ luyện tập một phát tăng 124.000 nha. Ôi, kinh thế. Bây giờ phải thế thôi, anh phải lên tận tầng 2 rồi. Anh lên tầng 2 à? Đâu, chưa được tầng 2 các bạn. Mới có 100 bao nhiêu thôi đúng không? Không. À, lên anh, tầng 2 được rồi. Được hơn 1 triệu rồi. Bây giờ là đi tập chỗ nào mới đẳng cấp ở đây? Đây, chỗ trắng này. Ui, các bạn ơi, đỉnh cao luôn. Bây giờ ra đua xem là mình giành được vị trí số mấy rồi. Chắc số 1 thì buồn cười lắm nhỉ? Chưa, số 1 nó 600 triệu cơ ốc ạ. À, 600 triệu á? Ờ, ít ra đây anh thắng được vài đứa rồi. Xe của anh quá ngầu luôn. Anh mà ra đùa thì đảm bảo ai cũng chỉ ui, ngầu nhất chỗ này luôn á. Bấm đi, bấm nhiều vô. Đấy, bên Quỳnh Thành đây. Bấm đi. Đây, đang đua. Bấm đang nhanh đua. Lên rồi. Thế tụt cái không bấm à? Từ, đang bấm. Bấm nhanh lên. Đấy. Bấm tích cực anh. Ôi giời. Ôi giời, bên Quỳnh Thành không biết bấm các bạn ạ. Rồi xong các bạn ơi, lần đầu tiên lái xe xịn nó bâng ơ. Thì xem giành vị trí số mấy rồi nè. Ui, vị trí số 5 phè. Số 5 à? Thôi phè, không phè, được phè. Rồi, ít ra còn hơn cái vị trí số 9 của ốc. Bây giờ xin luyện tập. Đấy, 1.5 rồi. Ê. Đây là người ta gọi là siêu xe không? Úi xời, bốc đầu, úi xời. Lắc, đây người ta gọi là đánh võng. Đây gọi là đấy, bốc đầu, lướt đi trên mặt đất cực kỳ chất. Có ghê chưa? Ghê chưa? Nhưng bây giờ mình cần một con thú cưng nữa. Bây giờ mình vào tiếp tục với mở thú cưng đi không? Bây giờ mình
mình sẽ mở các bạn ạ, mình sẽ mở một quả trứng trong cái event đặc biệt của con Pomni này. Biết đâu đấy mình sẽ nhận được một con nhân 2000 lần thì đúng là cuộc đời mình nở hoa luôn. Ai trời ơi, bỏ không. Cái giọng kia đi. Ok dạ. Phiền nhất à. Rồi, anh mua được quả trứng 99,37k rồi, anh sẽ mua một quả. Xem anh đây, quả trứng màu xám ra cái gì? Chết rồi, không nhìn kịp nhìn rồi. Đồ ăn hại. Các bạn ơi, mình nhận thêm một con khác, con này có mỗi thêm cái sừng vào đầu. Nhưng mà nó cũng nhiều hơn đấy, 5 lần đấy. 5 lần các bạn ạ. Rồi, xem anh này, mở cái event của ốc đúng không? Đúng rồi. Xem mở anh mở được không nhá. Mở mà được con nhiều hơn cho em nhá. Cho em là cho em. Chính chí nó bưng. Ê, ở đi. Xem mình có đánh may mắn được không? Ôi, cũng thế cả thôi. Phiền. Cày thinh nhỉ. Cũng chỉ thế thôi, bây giờ mình có một ít cúp rồi các bạn ạ. Mình sẽ đi ra mở trứng cúp về. Cho nó hoành tráng, mở 25 cúp xem nó ra con gì. Rồi các bạn ơi, mình đã có 3 con thú rồi. Đấy, một mở con ra. Ở giữa mặt rất buồn. Đấy, một con ở bên trong. Ôi, mở ra em đang mở mà. Ui dồi ôi, con lợn. Con lợn đã mở con lợn, em là được con lợn. Con lợn xấu hoắc. À bây giờ là anh có 6 rồi, anh sẽ luyện được chỗ màu xanh này. Tập luyện ở khu màu xanh lái xe rất nhanh luôn các bạn ạ. Không biết là anh có thể vượt qua vị trí số 5 chưa. Đợi anh luyện tập một xíu nha các bạn ơi. Anh bây giờ mà mua chỗ VIP này, chỗ VIP này là bao nhiêu đây? Chỗ VIP cực kỳ VIP đâu. Đây 399 notebook, bây giờ bên con này phải là VIP. Đúng đúng. Mua VIP luôn rồi à. Đùa chỗ VIP các bạn ạ. Ôi, hôm nay bên con này sẽ quyết định đầu tư thật là nhiều trong video này. Nên là video lần sau sẽ hết Robux. Các bạn nhớ xem thật nhiều quảng cáo cho anh, để anh có Robux mua những vật phẩm xịn sò trong video lần sau các bạn xem nhá. Đúng rồi. Đấy, ui sợ hôm nay hẳn đậu hẳn trên VIP này nhá. Nếu mà có các bạn nào chơi cùng anh ấy, nhìn chết thẻ. Anh hơn 10 triệu rồi, anh sẽ xuống đua xem nào. Anh giành được vị trí số mấy. Wow. Rồi ơi, bên con này ngầu nhất ở đây luôn các bạn ạ. Nhớ bấm tích cực chuột lên. Đúng rồi, vượt chúng nó đúng rồi. Vượt ấy. Vượt. Ôi giời ơi, BQ Thành đấm chậm quá các bạn ạ. Đấy mình bấm ra. Tèn 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 tèn, đánh vong nào, đánh vong nào. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ông ơi, bấm cho anh cố lên nào. Cố lên. Vị trí thứ mấy? Thứ tư. Ôi giời. Lên được có một cái cày thinh hết cả mồ hôi. Đấy, chi anh bấm nó không có dễ các bạn ạ. Xem là vị trí số 4 là bao nhiêu. 5 triệu. Ôi thằng kia nó 125 triệu. Ở đâu thằng kia 25 kìa. Thằng kia 125 thôi đúng không. Mình cần phải luyện tập thêm các bạn ạ. Mình vẫn còn chưa đủ mạnh. Đúng rồi. Đây rồi. Free cái gì đây. Nhận luôn các bạn. Free cái cô gói đấy. Em cũng vừa nhận xong. Có con thú cưng nhân 20 lần cũng được á. Bỏ cái con này ra đấy. Mình sẽ có thêm một con nhân 20 lần. Một con rồng. Rồng đỏ các bạn ạ. Mình tập luyện trên chỗ VIP này nữa thì mình gọi là siêu nhanh luôn. Bây giờ mình sẽ đi đua để kiếm cúp các bạn. Kiếm cúp ốc có thể mở được thú đó. Đúng rồi. Nào, mình ở vị trí thứ mấy rồi? Ốc sẽ về bếp toàn đoàn. Các bạn tin đây này. Bên này em đua lúc nào cũng là maximum tốc độ luôn đây này. Ây da, ghê thế. Rồi xem được bao nhiêu rồi, được bao nhiêu rồi. Toác rồi, ốc không thể nào mà kịp được. Không thể nào vượt qua bạn kia để giành vị trí số 6 được. Số 1. Thôi số 6 rồi. Số 6 rồi. Số 6 thật các bạn ạ. Số 6 chứ có gì nữa. Nhìn anh đua lại đây này. Lần này á, anh sẽ phải giành được vị trí số 5. À số mấy nhỉ. Theo mình ở đây mình có thể thắng được thằng vị trí số 3 rồi. Mình sẽ đua với nó. Tránh ra. Cái thằng vị trí số nhất nó còn đứng trên xe nó lái các bạn thấy không. Em còn không nhìn thấy nó anh ạ. Tại vì lúc em bắt đầu đi xa quá rồi. Đây rồi, tốc độ cao. Tốc độ mình còn không bấm được hết luôn. Vị trí số mấy? Đây, anh đánh bại thằng vị trí số 3. Và hiện tại anh đã ở vị trí số 3 rồi các bạn ơi. Chỉ còn hai đối thủ nữa là anh với con Thành đã có thể giành bảng xếp hạng người để chơi gọi là cao nhất rồi các bạn. Anh được phải luyện tập miệt mài thì anh mới có cơ hội thắng được nó. Luyện tập đi, lên VIP luyện tập luôn. Anh là VIP nên là nó còn có cơ hội. Như ốc là người thường, ốc phèn phèn thế kia làm sao mà có cơ hội được đúng không các bạn. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đi nhé. Bây giờ mình sẽ mở trứng. Quả trứng 625 cúp. Ra cái gì? Ra cái gì ốc? Không biết nữa. Ra một con lợn vàng. Ôi, con lợn vàng mà cũng khoe. Anh có con lợn hồng.
cũng được, cũng được. Cũng được à? Tạm tạm thôi. Tạm thôi. Đây là training ở phần này. Rồi, sau một hồi luyện tập rất là chăm chỉ, ở đây hiện tại đã được mở mấy phần quà nữa anh chị, và nhận quà được một con thú gì nữa, cưng gì nữa các bạn ạ, và một cái vòng quay. Tịch tình tịch tình tịch tình tịch tịch tình tịch tình tịch tình tịch ra cái gì? Cúp. 100 cúp không được con 55x này thì ngon các bạn ạ. Nhưng mà hình như mình sắp đủ thời gian để nhận cái con X100, 100x. Ờ, 100 lần nhân 100 lần. Mình cũng chuẩn bị có một cái vòng quay rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị quay cho các bạn xem. Chắc chắn là mình sẽ may mắn hơn B Quý Thanh. Trong lúc đấy anh sẽ đi đua. Lần này anh nghĩ là anh có đủ khả năng để giành được vị trí số 2 rồi. Anh sẽ vượt qua tên vị trí số 2. Tay đua siêu hạng B Quý Thanh. Bấm nhiều vô, vượt đi, đúng rồi, vượt được rồi. Còn mỗi thằng ơi. Ôi, nó bắt đầu tăng tốc rồi, bên Quý Thành không vượt được. Không sao, trời không sao, ơi. Xe mặc dù xe của mình rất xịn nhưng mà nó đi nhanh quá, tốc độ nó cao quá. Vị trí số 2. Bên Quý Thành cuối cùng đã lên được vị trí số 2 các bạn ạ. Chỉ còn một đối thủ duy nhất là cái thằng xanh đỏ tím vàng nâu đen trắng bảy sắc cầu vồng Speed Demon này. Anh chưa thắng được nó thôi. Bây giờ mình sẽ quay. Thú cưng, thú cưng, thú cưng, thú cưng. Không được à, được tốc độ chê anh à, chán luôn. Anh nhận được con thú VIP nhất ngày hôm nay khi mà chơi 30 phút online. Đó là con 100x. Bây giờ anh vào pet của anh sẽ trang bị những cái con xịn nhất vào. Và khi đấy thì anh sẽ tăng rất nhanh các bạn ạ. Một chốc nữa khi đủ khả năng anh sẽ ra đua với tay đua mạnh nhất ở kia và anh bị quyền sẽ giành chiến thắng, các bạn tin anh đi. Được rồi, luyện tập tiếp thôi. 2000 years later. Sau một hồi luyện tập rất là lâu không đùa được đâu, bên Quý Thành đã hiện tại đã có hơn 550 triệu điểm, gọi là tốc độ cao. Bây giờ anh ra quyết định đấu với đối thủ cao nhất luôn các bạn ạ. Quá lâu rồi và còn anh... mình thì là 10 triệu. Anh cũng đã đội một chiếc mũ màu hồng cực kỳ cutie phô mai que vào, xem đứa cao nhất nó 625 gốc ạ. Liệu anh có thắng được không các bạn ơi? Các bạn ông anh cổ vũ cho anh, các bạn anh cổ vũ cho anh nhá. À, anh đua luôn à? Anh liều thế. Đua luôn. Anh phải đấy nhanh nhanh nhanh. Bấm 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 bấm. Tập trung vào, tập trung vào, tập trung vào. Đúng rồi, đua đi. Cố lên, cố lên, cố lên, sắp được rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Ôi, nó về trước rồi. Nó vẫn quá là nhanh các bạn ạ. Thật không thể nào tin được. Nó mạnh quá các bạn. Mình chắc vẫn phải đi luyện tập. Bây giờ thì mình sẽ đua. Mình là 10 triệu sức mà gọi là tốc độ rồi. Thì nói chung là không về nhất được đâu. Nhưng mà mình sẽ về trong top 5. Trong top 5. Không bao giờ nó được top 5. Ở vị trí số 6. Sao lại vị trí số 6? Vị trí số 6. Vị trí số 6. Ui, ốc đã vị trí số 4 rồi các bạn ạ. Mình có trong top 5 rồi. Đi vượt mạnh ra chăm chỉ lắm. Vượt qua thằng màu gà đi. Cố lên ông ơi, anh tin em. Mọi người tin không, em. Không, không vượt được màu gà đâu. Ôi, vị trí thứ 4 thôi ơi. Chúc mừng ốc về vị trí số 4. Yeah. Bây giờ anh sẽ ra đua thử các bạn ạ. Anh sắp đạt là 600 triệu điểm thông thạo rồi. Mình gọi là đua tốc độ cao như siêu sao rồi các bạn ơi. Mở trứng, mình sẽ mở một quả trứng xem là ra con gì. Gì con già là ra con gì? Ra một con chó có sừng. Rồi các bạn ơi, bây giờ anh sẽ đua ra. Đủ 600.000 rồi, anh sẽ đua với thằng Hà. Cái thằng bảy sắc cầu vòng lắc mông cực kỳ ngáo đây. Nó đứng đây này các bạn này, đấy. Nó là thứ nhất nên là được đứng đấy. Đấy, đó. Nó lái xe, nó đứng ở trên xe các bạn ạ. Nó không thèm ngồi luôn. Đi thôi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ủa nó vẫn vượt qua anh không ạ? Nó đi nhanh quá. Anh sẽ vượt qua nó thôi. Ui anh sẽ vượt qua nó. Ui nó bỏ xa anh rồi. Không không không, anh sắp vượt được rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Ôi không được, cay quá các bạn ạ. Cay quá, nó nhanh quá. Phải thêm đi. Phải luyện tập thêm các bạn ạ. Mình không thể nào mà lấy sức yếu ra đấu với thằng VIP như thế được. Mình phải luyện tập chăm chỉ. Anh chỉ luyện tập một xíu nữa thôi là anh lên 625 triệu. Anh bằng nó, anh đua thắng nó chắc luôn các bạn. Nếu ngang trình độ anh muốn làm kiểu gì cũng hơn cái đứa ngang trình độ với anh. Nói thế cho nó nhanh, hiểu chưa?
xe bên của anh động cơ như máy cày, động cơ nổ bằng mồm. Hôm nay anh đã luyện được 635 rồi. Cố lên, anh sẽ thắng. Anh sẽ thắng được cái thằng này. Cực cay đấy, giờ đấu với nó mấy lần mà chưa thắng. Ui, anh bây giờ đứng ở trên đầu rồi. Nó còn dám đứng lái xe với anh, nó khinh thường anh các bạn ạ. Đùa. Chết rồi, nhấn nhầm. Toàn sự. Trời ơi, sao lại ấn nhầm? Ôi, vừa rồi. Yeah. Ai là người về đích? Yeah. Ai là vị trí số 1? Chỉ có Bê Quý Thành vị trí số 1 ở đây thôi, được chưa? Vậy là bảng xếp hạng trong trò chơi này, Bê Quý Thành đã đứng số 1 với biệt danh à? Dạ, tay đua gì? Ông cho em một biệt danh đi. Tay đua đầu cắt đầu cua. Ồ, được. Tay đua cắt đầu cua, không phải cắt đầu moi nha các bạn ấy. Đây bây giờ PVP đi. Ờ, anh còn có một biệt danh là tay đua không bao giờ thua. Đây, ra PVP. Nào, em muốn PVP với anh cái gì? Ui, xếp hàng vô. Xếp hàng vô. Vâng, các bạn sẽ được thấy cuộc đua giữa xe màu đỏ siêu yes. ngầu và xe màu thiên thần trông cực kỳ đần. Được đua hai người, ai những người chiến thắng? Ôi, anh chấp ốc click trước nha. Ôi giời ơi, anh không cần click luôn các bạn, anh không click luôn nha. Đấy click. Yeah, không click nha các bạn này, anh cũng còn được về trước này. Ôi giời ơi, về đi. Không nghe chia thiêu luôn. Rồi các bạn ơi, vậy trong ngày hôm nay Bê Quý Thành nó là người còn tay đùa không đùa được đâu, luôn thắng ấy, không bao giờ thua luôn. Đây, và nếu các bạn thích video này đừng quên bấm nút like video, bấm đăng kênh và bây giờ xem quảng cáo để hôm sau anh có thật nhiều tiền để mua những vật phẩm xịn sò trong game cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều theo dõi video này và bây giờ bye bye, hẹn gặp lại bạn video sau.